Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger XLS phiên bản 2.2 số sàn các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này cũng đã lăn bánh được 6 vạn km rồi, rất là mới, rất là đẹp, và chủ xe cũng đã lắp thêm rất là nhiều đồ rồi các bạn nhé, từ lót sàn, ghế da cho đến nắp thùng cao, đầy đủ hết rồi các bạn ạ. Quý bạn chỉ mua về chỉ việc chạy thôi, không phải làm cái gì nữa, đã đầy đủ hết đồ rồi các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe đẹp mới như này đấy ạ. Chúng tôi đang bán với giá là 495 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger XLS này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS 2019 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS 2019 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này là màu trắng đấy ạ. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn bên ngoài cũng như là về cái phần option bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn, ở chiếc xe 2019 này đời cũng rất là cao, tính ra là mới 3-4 năm sử dụng thôi, cho nên là chiếc xe còn rất là đẹp các bạn ạ. Màu trắng ngọc trinh, nước sơn nguyên bản thì còn rất là nhiều rồi. Đời cao cho nên là chiếc xe này mới lăn bánh có 6 vạn, cho nên còn rất đẹp, rất mới các bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu các bạn thấy đây ạ. Từ cụm đèn pha này, còn nguyên bản này, đến mặt ca lăng này. Đấy, cụm đèn pha, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, đèn gầm đều rất là đẹp luôn, rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, cụm đèn gầm này, đèn pha này, đầy đủ luôn và rất đẹp luôn các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý bạn là không bị đâm đụng, không bị va chạm gì nhé. Và đây là cái phần cái mang cá này, động cơ 2.2 diesel các bạn nhé. Dàn lốp thì còn rất là dày các bạn này. Đấy, dàn lốp còn rất dày, rất là đẹp luôn quý vị và bạn nhé. Dàn lốp đều rất dày luôn. Đấy, và cụm đèn hậu đây thưa quý bạn này, cụm đèn hậu cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, và cái nắp thùng này cũng có cả đèn xi nhan luôn các bạn nhé. Phần nắp thùng cũng có xi nhan luôn. Nắp thùng này là cái nắp thùng cao mà chủ xe đã lắp thêm cho chiếc xe này các bạn nhé. Đấy, nắp thùng cũng có xi nhan này. Cụm đèn hậu chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Phiên bản Ford Ranger XLS 2.2 số sàn quý vị các bạn nhé. Bên ngoài nhìn rất là đẹp rồi các bạn ạ. Đấy. Và tôi sẽ quay cho các bạn xem về cái phần gầm nhá. Với những chiếc xe chạy Hà Nội thì gầm rất đẹp các bạn này. Đấy, gầm rất đẹp luôn. Đây là cái phần gầm này. Đấy, gầm rất mới luôn nhá. Không có bị rỉ sét gì đâu này. Lốp thì còn dày. Toàn bộ về những cái phần gầm này tôi quay chi tiết cho các bạn xem. Những chiếc xe bán tải thì nó rất là cao cho nên là tôi có thể quay được gầm là tôi quay. Còn những chiếc xe nào mà không quay được gầm thì tôi sẽ mời quý bạn đến xem trực tiếp, có thể đem lên cầu để xem các bạn nhé. Đấy, đều rất đẹp luôn này. Gầm rất đẹp luôn đấy ạ.
chưa có bị gì xét đi đâu các bạn nhé. Rất là đẹp. Đều rất đẹp các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong các bạn nhé. Đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên lái này, toàn bộ về những phần keo chỉ này còn nguyên này, keo chỉ cánh cửa này, còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này cũng còn rất là đẹp. 2019 mới lăn bánh có 6 vạn km thôi, cho nên là còn rất là mới này, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ nội thất rất đẹp này, chiếc xe này cũng đã được chủ xe lắp thêm ghế da rồi này. Đấy, sàn da rồi này. Bậc cửa thì được ốp inox này, rất là cẩn thận cho nên là chống xước rồi các bạn nhé. Vô lăng cần số này đều rất là đẹp luôn. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái này, cánh cửa phía sau bên lái này từ keo chỉ này còn nguyên các bạn nhé. Keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên này, táp bi rất là đẹp luôn rồi. Từ bậc cửa này nhìn vào thì đã thấy được là chủ xe rất là cẩn thận, kỹ tính, đã ốp cả bậc cửa rồi cho nên là không có bị xước sát gì đâu. Nội thất rất là mới này. Với những chiếc xe bán tải thì gần như đằng sau này ít người ngồi cho nên là lúc nào nó cũng mới ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất bên trong. Đấy, nội thất bên trong này. Bây giờ thì tôi sẽ bật điện lên cho quý bạn cùng xem nhé. Tôi sẽ bật điện lên. Đấy, đồng hồ công tơ mét này, chiếc xe lăn bánh được 5.9 vạn, gọi 6 vạn km các bạn nhé. 6 vạn km rồi này. Vô lăng rất là đẹp luôn này. Vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển. À xin lỗi các bạn, cái vô lăng của những chiếc xe bán tải này thì không được bọc da đâu nhé. Vô lăng này là chưa được bọc da này. Tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình, ga tự động hay là cruise control các thứ đều có hết ở trên chiếc xe bán tải này rồi. Cho nên quý vị các bạn có thể yên tâm luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đầu CD nguyên bản của xe. Đấy, đầu CD nguyên bản rồi các bạn nhé. Toàn bộ từ táp lô, táp bi đều rất là đẹp này. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới vì chiếc xe này chạy rất là ít, chỉ có 6 vạn km thôi cho nên toàn bộ những cái phần nỉ trần đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Nhựa và nỉ trần này đều rất đẹp, rất mới luôn quý bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái nắp thùng sau. Nắp thùng sau thì chiếc xe này thì cũng đã được lắp cái nắp thùng cao này cho nên là rất là rộng quý bạn nhé. Lắp những cái nắp thùng cao này thì làm cho cái không gian ở trong cái nắp thùng, cái thùng sau này nó rất là rộng các bạn thấy đấy ạ, để được rất là nhiều đồ. Và mặc dù là nếu như chúng ta mà lại cần chở những cái đồ cồng kềnh gì thì chỉ việc tháo 4 góc này ra là chúng ta có thể nhấc được cái nắp thùng này ra để chở thêm đồ, ví dụ chở bàn ghế giường tủ mà nó cao, chúng ta cần chở cái để cao thì chúng ta sẽ tháo cái nắp thùng này ra tạm thời, cũng rất đơn giản thôi các bạn nhé. Và đây, keo chỉ là còn nguyên bản này. Keo chỉ còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Toàn bộ keo chỉ của cái cốp sau này là còn nguyên bản này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả từ cái phía sau đâu quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ này, toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ còn nguyên bản này, keo chỉ cánh cửa phía sau còn nguyên bản luôn này. Táp bi thì rất là đẹp rồi, táp bi rất đẹp luôn. Ốc bản lề cũng còn rất là nguyên bản nhá, chưa có một con ốc nào bị tháo ra quý bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Từ trong nội thất này, nội thất rất là mới này. Đấy, nội thất rất đẹp luôn, rất mới luôn quý bạn nhé. Nhìn từ cái bậc cửa vào cũng đã biết là chủ xe rất là cẩn thận rồi, ốp cả bậc cửa để chống xước này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía trước bên phụ này, từ keo chỉ này,
keo chỉ còn nguyên bản này. Keo chỉ cánh cửa nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này. Còn rất mới đây các bạn xem này. 2019 đời cao cho nên là xe rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Sổ bảo hành của xe này còn nguyên này, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là đẹp các bạn nhé. Rất là mới như này đây ạ. Một chiếc xe 2019 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Rất là đẹp này. Toàn bộ từ cần số này, tay phanh, vô lăng, các thứ đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên đây. Ốc bản lề cánh cửa này, ghế này còn nguyên và còn rất đẹp. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Ranger XLS 2019 này là một cái khối động cơ diesel 2.2 lít turbo các bạn nhá. Đấy, và động cơ thì rất là mới rồi. Vì chiếc xe được sản xuất năm 2019 mới lăn bánh được tính ra thì bây giờ mới được 4 năm các bạn ạ, gần 4 năm rồi. Đấy, với 6 vạn km mỗi một năm chạy hơn 1 vạn km các bạn ạ, một năm một chạy 1,5 vạn. Cho nên là chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp luôn nhé. Không những còn mới còn đẹp và còn rất nguyên bản, không bị tai nạn gì cả, không bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả. Toàn bộ từ ốc cabo này. Đấy, ốc cabo này cho đến keo chỉ của cabo còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả là còn nguyên hết luôn đây này. Đấy. Tất cả những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên từ ốc cabo. Đấy. Cho đến ốc tai. Toàn bộ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Đấy. Ốc còn nguyên bản hết. Nguyên zin đẹp hết luôn các bạn này. Đấy, còn nguyên bản luôn ạ. Đấy, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn về cái động cơ này là còn nguyên bản ạ. Không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả đâu. Những chiếc xe bán tải này thì rất là ít xe bị ngập nước các bạn nhé. Vì bản thân nó rất là cao. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất, gầm, cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Ford Ranger XLS sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 6 vạn km rồi ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 495 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2019 tên tư nhân biển Hà Nội này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger XLS 2019 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.